Lô. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả nè mày. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với bát đốt lửa tiếp theo nè mày. Và chúng ta cùng đốt lửa và tìm kiếm đồ xanh tiếp tục nha mọi người. Và bát thứ ba này thì đừng quên anh em đang xem like, đừng quên để lại cho Khả một like chia sẻ ủng hộ chơi nha. Không gì hơn thì kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha mọi người. Và Khả hay live stream vào lúc 11:40 cũng như là tối 7:40 hàng ngày. Anh em rảnh rỗi thì có thể sắp xếp một ít thời gian lên xem live và cùng hoạt động với băng gái cho vui nha mọi người. Và xem những trận tống kim vào lúc 21 giờ, tranh giành top cho hấp dẫn nha mọi người. Ok, bây giờ Khải sẽ chuẩn bị mồi lửa để không bị đánh lửa nè mày. Để xem boss nha. Hiện tại thì ngày hôm nay thì Khải sẽ đánh khoảng tầm 64 mồi lửa đi. Thì một lần Khải mua 32. 32 96 thì 64 là khoảng tầm 8 mạng nè mày. Cũng ạc 8 lửa, ạc 8 lửa. Thì ngày hôm nay Khải sẽ đánh toàn bộ lửa cho anh em xem. Với một số lượng 64 lửa thì khoảng tầm 2 kim là khoảng 150.000 Việt Nam đồng. Và đem cùng chờ đợi ngày hôm nay thử đánh ra gì không nha. Ok, chúng ta đang sắp xếp cứ 8 lửa là giao dựa cho một hạt nha. Cứ 8 lửa giao dựa cho một hạt nha. Hãy chuẩn bị một lúc đầy đủ lửa luôn. 8 lửa là giao dựa một hạt. 8 lửa giao dựa một hạt. Đó. Ok, 1, 2, 3, 4 này. Tiếp tục này. 32 lửa tiếp. Là khả sẽ thắng ngày hôm nay sẽ là 64 đóng lửa cho nè. 64 đóng lửa. Rồi, tương đương là 2 kim ra đi. Này khó gọn nhờ. Ok, đem để tí khải gọt rồi làm video tiếp tục em xem nè. Rồi, ok anh em ơi. Và chúng ta đã có 64 đóng lửa như dự đoán anh em ơi. Rồi bây giờ Khải cùng anh em lên chúng ta cùng bổ đồ trên vải thả lửa nha anh em ơi. Ok. Ok anh em ơi, và bây giờ sau khi vào vị trí rồi thì bây giờ Khải bỏ motor này, bắt đầu thả 8 lửa một lúc nha anh em ơi. Khải sẽ canh giờ và thả 8 lửa một lúc cho anh em xem. Ok, Khải thả hai bên là 8 lửa một lúc nha anh em ơi. Thả này. 1 này. 2 này. Rồi. Phút 45 30 giây chúng ta gặp lại nha anh em ơi. 45 30 giây gặp lại nha. Ok. Khải cho này vô xe ngay. Chúng ta tiếp tục chiến đấu. Cứ một lần Khải sẽ thả, lần này sẽ thả 8 lửa nha anh em. Cứ một lần Khải thả 8 lửa cho anh em nha. Lần thả 8 lửa. Ok, vô vào tường ấy. Rồi, thì đi chan ngay tí nữa gặp lại nè mày. Khoảng phút 9 giờ 45 phút 30 giây gặp lại. Đó, lần này 16 lửa Khải. Ở cái bách thứ hai thì Khải thả có 8 đóng thôi. Lần này Khải sẽ thả cứ là 16 4 lần 16 là 64 nha nè mày. Và đem cùng chờ đợi thử liệu bách ngày hôm nay sẽ ra được cái vật phẩm gì siêu phẩm hay không nha. Và với vận xếp bánh thì Khải đang sử dụng nó là một cái nhọc bội 3. Nhẫn 3 là 6, một giá chuyền 3 là 9, một nhẫn 2 là 11, đặng móc 11 xanh và kèm với 5% của mặt nạ là 16% nha mọi người, 16% nha. Rồi anh em cùng chờ đợi đến đến phút 9 giờ 45 phút 30 giây chúng ta sẽ gặp lại ở bãi lửa nha anh em ơi. Rồi ok anh em ơi, 15 giây, 16 đống lửa coi làm bánh boss coi. Hàng về coi. Quốc tử thiên sơn nồ mày bánh các kiểu rồi nha anh em ơi. 10 giây nữa bắt ra nè. Đầu kiếm nghiên cứu gì bù lỗ này. Khui. Đó, bot này. Trời ơi gì cơ, 16 đống lửa con mấy con bot rồi. Còn không? Trời ơi, có 3 con bot rồi nè mày. 16 đống lửa được có 3 con bot rồi. Thôi vô. Hết rồi. Thật rẹt luôn nè. Ok, có chì, có vũ khí, có nón, có đai, có đầy đủ tất cả mọi thứ. Ok, phù gia, bỏ đồ cho anh em xem. Xong cái này tiếp tục thả 16 đống rồi nha nè. Tầm này chỉ có nước cách này mới sang được đồ thôi. Ngày hôm nay là chính thức là ngày 10 tháng 3. Nhiều anh em đã chắc chắn là chiều nay khoảng 5 giờ chiều là ở chuồng hết rồi. Ui, giỏi, ra. Rồi, nó 530. Ra. Ôi, trời ơi, áo phục hồi, ru xanh. Áo phục hồi 30, khăn lo 30 em ơi. Áo này dự thi thằng bạn làm gì. Trời ơi, áo này 40 về tiền rồi. Nhỏ dữ. Nữ em ơi, chắc được ngày 10 màng rồi. Đâu, bực dữ ta. Trời ơi, phục hồi 30, khăn lo 30. Trời ơi. Bao tay làm chậm 20 nữa chắc lên 40 được rồi. Chì ra. Ra. Ui. Ai cha. Đồ. Áo cây dữ người ta. Có thế giới nè mình ơi. Có thế giới này. Trời ơi, áo đẹp vả trưởng. Trời ơi, khăn lâu 30. Phục hồi có 30 à. Này thấy yên trưởng thôi nè mày. Này chỉ thấy mỗi thấy yên trưởng xài thôi. Được. Ở đây là tầm 20, nói chung là chưa đến cái mức là gọi là đỡ đủ xài nữa mày. Đa số tầm này cho xe này. Càng thế nha. Rồi tiếp tục nữa mày.
mà sao mua 4 cái lửa là 20 mấy tờ. Sao 4 cái lửa là 1.9 triệu. Anh trong quầy anh thả này. Rồi tiếp tục 8 lửa tiếp theo nè em ơi. Anh em cùng chờ đợi trong nhiều lát chúng ta sẽ tiếp tục với 16 lửa tiếp theo, tuần tiếp theo. Ok em ơi, mới thả thêm 16 lắm tiếp theo rồi em ơi. Đó. Thấy cháy là rực cháy chưa? Rồi, chúng ta sẽ chờ đợi đến phút 53 gặp lại em ơi. 9 giờ 53 phút gặp lại. 53 phút 10 giây. Là cứ tròn 5 phút sẽ ra một lần boss nha em ơi. Hơn thì sẽ ra boss, còn đen thì không ra con nào. Đó. Thôi, cùng chờ đợi thôi mọi người. Chờ đợi giây lát nha em ơi. Rồi ok em ơi, khoảng 20 giây nữa chúng ta sẽ bắt đầu ra boss em ơi. Nãy giờ đốt cháy lửa rồi thôi chưa? Lửa quá trời lửa. Giờ chờ đợi cái chơi nào hết trời. Đồ. Ai chà, cái áo nó xém tí ra siêu phẩm rồi. 20 giây. Đang định luôn em ơi. Ra con nào chết nó luôn nè. Này cố gắng ra 5 số con nè. Hôm nay hiện tại chưa có lần bài boss anh ơi. Chắc chắn em xem video này em sẽ hỏi là đã có lần bài boss chưa, mà sao không đánh được bài boss đi, thả cái này chi thì dạy. Sợ một cái này là 30 xu mà đồ ra nó không có được nhiều anh ơi. Khá ít không được nhiều nè. Trời ơi. Tiếp tục có 2 con nữa à. Thảm dữ ta. 16 đóng có 2 con rồi trời. Mấy hôm thả 8 đóng cũng đã được 2 con 1 con rồi. Đã thả 16 đóng double. Cái nhiêu này vậy ta? Khui nè mày. Cái này tầm này fit đồ ít nha. Trời, nó sẽ dần. Đó. Ôi, áo sẽ dần rắc luôn. Ôi, áo rắc luôn. Không có gì luôn. Chô, kích rắc luôn. Rồi, toàn rắc luôn. Ra khả, ra đơ, ra khơi luôn. Ra khơi luôn. Sốp luôn. Rồi, tiếp tục đợi, tiếp tục những đóng lửa tiếp theo nha mọi người ơi. Ok anh em ơi, lượt này là Khải thả 8 đóng thôi anh em ơi. Rồi thả 16 đóng cảm giác có 2 con boss à. Lần này thả 8 đóng nó như thế nào đây? Đáng lý là 16 đóng nó double là ít nhất phải 2 đến 3 con, 3 đến 4 con nè. Mà sao nó lại là có 2 con boss, 2 tuần liên tục à. Rồi, ok anh em ơi. Chúng ta sẽ chờ đợi đến vào lúc 10 giờ 0 phút. 10 giờ 0 phút nha anh em ơi. 10 giờ 0 phút 30 giây. 10 giờ nè. 0 phút nè. 30 giây nè, boss ra nha anh em ơi. Gặp lại 8 con tiếp theo. Đâu, 32 con là không có gì, 32 đóng không có gì nữa ơi. 8 con tiếp theo, 8 đóng tiếp theo này là 40 đóng rồi. Rồi anh em ơi, mới thả thêm 8 đóng nữa. Là chúng ta sẽ có 2 tuần chờ đợi, đó là 10 giờ tròn 0 phút 30 giây và 10 giờ 02 phút 30 giây. Sẽ có 16 đóng tiếp theo anh em ơi. Đâu, cố gắng gỡ gạc ơi. Hai kim nó anh em ơi. Hai kim nó anh em ơi. Là gì đây? Nó hai kiếm nè mày, bán bao tay này gỡ gạc ơi. Trước ra được bao tay này nè mày, trắng loài 27 nè. Này đang rất nhiều người hỏi mà chưa được giá nên chưa muốn bán nè mày. Hello nè vô nha, hello mọi người nha. Kính chúc anh em buổi xem video vui vẻ, anh em xem đừng quên để lại khám like chia sẻ hỗ trợ nè mày. Và tiếp tục chúng ta vẫn là những tuần bó đồ nè mày. Trắng loài 27, sinh lực nội lực số ít. Vâng, sáu kim cả được giao dịch. 7 kim nha, 7 kim mà cả được giao dịch. Ai mà cả được giá bán. Không được đỡ cái mui xài luôn. Ba cái thiết sơn mà chạy kiếm hoài không thấy cái vải ra à. Vải tao đồ mình mà không nhớ. Rồi ok xuống boss này nè mày. Tại vì cái đồ rộn mới đi kiếm đấu. Em nhớ là tiết sơn đông mà sao mà đủ nó kiếm hoài không thấy. À nè. 15 giây nữa. Tiết sơn bát. 30 giây nữa. Cố lên. Cứ đang một định sẵn nè mày. Mình ra mấy con boss rồi. Anh em thấy lửa không? Trời ơi. Lửa quá trời rồi đó. Hết cái này còn 16 đóng nữa là hết cái này mày. Hết này còn 16 đóng nữa hết. Khui nè. 10 giây nữa. Con cá nó không 2-30. 30 giây nữa chứ. 30 giây nữa chứ. 10:30 nữa mày. 10:00 phút 30 giây. Chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị tinh thần. Đó, đốt. Lửa chạy.
Ui này, 15 giây. Mình anh em nào có chơi cái trò này á, cứ thả ra canh canh phút nha anh em ơi. Cái đúng anh em thời gian thả, từ tính từ thời gian thả tính tới sau là 5 phút thì boss nó sẽ ra. Hên xui nó sẽ ra boss. Đó. Chị, con này là hai con boss nữa anh em ơi. Nhìn nhiều đồ này chắc hai con boss rồi. Rồi, chờ đánh thêm một tuần phút thứ hai nữa ở đây luôn anh em ơi, 2 phút nữa. Xem nhiều boss luôn. Rồi đã yêu một tuần này ra bao nhiêu boss này cho anh em xem. Em coi bao nhiêu boss này. 15 giây nữa ra nè. Không đánh nha anh em, không đánh vội nha. Còn thằng ra bao nhiêu boss nè. Ra nè. Mấy con? 3 con, 2 con à. 2 con rồi anh em ơi. Áo ma cái vãi. Rồi ok. Cho lên xe lên đây. Tiếp tục nhiều boss nha, có một cái đào. Như đào thủy hay không nè. Đào thủy không nè. Cuối năm ơi. Trời ơi, nón sức lực cao, kháng hỏa 11. Trời ơi, cái áo không phục hồi, đó. Ôi trời ơi, xấu dòng nữa, tầm này ra đồ xấu dòng hơi nhiều nha. Rác luôn. Rác luôn. Đại lưng rác luôn. Vũ khí rác luôn. Trời ơi, toàn rác không vậy? Trời, cái đau lại rác luôn. Quân sắc 48. Nó uống 8 làm gì đây. Ok nè em ơi. Rồi tiếp tục thả tiếp theo. Phải cố gắng tiếp tục theo nè em ơi. Đã dính rồi là phải theo nè em ơi. Rác là vẫn chịu. Rác không nha. Chết 8 cái cuối cùng nữa nè em ơi. Ok nè em ơi. Mới thả thêm 8 đống nè em ơi. Giờ đợi phút thứ 9 30 giây nha nè em ơi. Phút 9 30 giây gặp lại 8 đống lửa nè em ơi. Phút 9 9 phút thôi. 9 phút 30 giây gặp lại. Rồi, 5 giây nữa nè em ơi, có bao nhiêu boss đây. Ra. Đồ, tụi này không có con boss đâu luôn. Trời ơi, mít tam đóng không có con boss đâu luôn em ơi. Trời. Chán gương gốm. Trời. Mít boss em ơi, đợi tí em ơi. Tam đóng không có một boss đâu luôn. Ảo ma Canada quá. Lô. Rồi, 5 giây. Đồ. Một thủy nè. Gì? Ôi, boss sao không có đồ chợ. Ôi, hai con boss một sao không có đồ nè. Thôi. Lỗ. Rồi, chịu rồi. Rồi, khui. Lỗ nè, tụi này lỗ rồi. Lỗ sắp mày rồi. Tụi này mọc. Con thủy sao không có đồ luôn nè. Mọc rác. Trời, con rác. Rồi, rác nè. Cái bát thứ ba này ra khơi nè. Không có một món đồ nào luôn nè. Đó cái gì, đỡ theo dõi anh em. Theo dõi đừng quên theo dõi những video thả lửa bát tiếp theo nè. Và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.